Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ thì vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài thứ hai vẫn quay lại cuộc đối đầu giữa ông Trump và ông Joe Biden và quý vị trong uh, hai tuần qua thì chúng ta đã thấy được phản ứng của mọi giới liên quan tới cái uh, cuộc tranh luận giữa ông Trump và Joe Biden vào ngày 27 tây tháng 6 vừa qua sau cuộc tranh luận này ông Trump đã tăng điểm trong cái uh, các cuộc thăm dò trong khi đó thì Joe Biden bị mất điểm bên cạnh việc này thì uh, một số những cử tri mà nói rằng là họ chưa quyết định ai là người họ chọn làm tổng thống thì lần này họ nghiêng về phía ông trump rất là nhiều thậm chí có những người tuyên bố chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho donald trump đó là những cái phản ứng của các cử tri và trong đó thì quý vị thấy là rất nhiều thành viên của đảng dân chủ cả thượng viện lẫn hạ viện đã lên tiếng yêu cầu joe biden rút lui ra khỏi cuộc tranh cử này và quý vị à, trước hết chúng ta lướt qua một số những cái bản tin đi và cái trò chơi ác của ông trump trong ngày hôm qua khi ông tuyên bố mời cho bên thêm một cuộc tranh luận nữa đã giống như là một cái một giọt nước tràn ly khiến cho cho bên kỳ này không biết có thể đại diện cho đảng dân chủ hay không quý vị đầu tiên hết là cuộc thăm dò của AARP cho thấy ông trump dẫn cho bên 7 điểm ở tại Wisconsin. Cựu tổng thống Trump dẫn trước ông Joe Biden 7 điểm ở tại Wisconsin à, trong à, với cái cử tri trên 50 tuổi à, đã tiểu bang này được xem là tiểu bang chiến lược cho quý vị. Battleground state tức là tiểu bang chiến lược theo tường trình cuộc thăm dò được công bố bởi American Association of Retired Persons và với cử tri 50 tuổi ở Wisconsin, ông Trump dẫn Joe Biden là 48 trên 41. Ông Trump dẫn trước 15 điểm ở tuổi 50 tới 64 và trong đó thì các ứng cử viên có cái gọi là gọi là có một cái mức tờ, 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 sát nút khi mà ở cái mức lứa tuổi là 65 trở lên và trong đó là một trong những cái bản báo cáo và phụ nữ thì vẫn favor cho Joe Biden là 8% và những kẻ 18 tuổi thì ông Joe Biden dẫn trước ông River ông Trump làm đã lên tới 22%. Đây là cái bản thăm dò mới nhất ở tại Wisconsin, nơi mà trong cái giai đoạn của đầu năm nay thì Joe Biden vẫn dẫn trước ông Trump. Ở Wisconsin là một trong những tiểu bang chiến lược và tiểu bang này là cái tiểu bang mà Joe Biden đã thắng ông Trump năm 2020. Và đầu năm thì ông Joe Biden vẫn dẫn trước ông Trump là hai điểm cho tới 3 điểm. Nhưng bây giờ tình thế đảo ngược, ông Trump dẫn trước Joe Biden tới 7% quý vị. Đây là con số mà chúng ta thấy được. Bên cạnh đó thì quý vị, một trong những tiểu bang mà được xem là rất nhỏ nhưng bây giờ lại mất vào tay của ông Trump. Trong đó các cử tri tại đây nói rằng là họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Quý vị, các cử tri tại tiểu bang Swing nói rằng cuộc tranh luận của Joe Biden là đã tác đã tác động tới cái quyết định của họ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và trong đó thì từ New Hampshire, các cử tri tại New Hampshire, một trong những tiểu bang quan trọng ở phía đông bắc của Hoa Kỳ, nói rằng ông tổng thống Joe Biden đã có một cái cực kỳ tệ hại trong cuộc tranh luận hai tuần lại trước đây với ông Trump và họ quyết định là ai là người họ sẽ chọn trong cuộc bầu cử năm 2024. Tôi nghiêng về phía ông Trump bởi vì ý của tôi là cuộc tranh luận này thật sự là một cái tác hại, một cái tác động đối với tôi và tôi nghĩ rằng tôi đã không còn nghĩ tới Joe Biden nữa. Đó là lời phát biểu của một cử tri ở tại New Hampshire với cái tên là Mario đã nói với đài truyền hình Fox News và Mario cùng với hàng chục cử tri khác nói rằng họ nhìn cái À, à tất cả mọi họ dừng lại ở trên một cái uh, nghỉ ngơi ở trên một cái uh, xa lộ giữa cái uh, thủ thủ phủ là Concord và Manchester và trong đó được xem là thành phố lớn nhất của New Hampshire, quý vị tại New Hampshire là nơi mà ông Joe Biden đã thắng và bây giờ thì quý vị nó đã mang một cái hình cảnh khác bên cạnh cái việc đó thì quý vị nhân vật được xem là cứu cánh cho Joe Biden sau cái uh, cuộc tranh luận là ngày 27 tây tháng 6 vừa qua ngay lập tức là chiến dịch tranh cử của Joe Biden phải vận động những đồng minh của Joe Biden ở trong giới truyền thông để cứu vãn hình ảnh của ông ta. Và nhân vật này chính là George Stephanopoulos, vốn là người đã phỏng vấn Joe Biden à, trước khi có lễ độc lập vào ngày thứ sáu tuần trước nữa quý vị. Thì quý vị, nhân vật này là của đài ABC đã có cuộc phỏng vấn 22 phút đồng hồ với lại Joe Biden. Và kết quả của cuộc phỏng vấn này thì nhân vật này lên tiếng và nói rằng tôi không nghĩ ông ta đủ sức cho 4 năm tới. Quý vị, George Stephanopoulos sau khi phỏng vấn cho Tôi không nghĩ rằng ông ta có thể phục vụ thêm 4 năm nữa. Đó là một trong những nhân vật đã phỏng vấn với Chopin. À, sứ ngôn viên truyền hình của đài ABC là George Stephanopoulos đã à, lên tiếng công bố rằng ông ta không nghĩ ông Joe Biden có thể à, phục vụ thêm 4 năm nữa sau khi mà họ có một cuộc phỏng vấn. Đây là một à, những lời mà ông ta nói. Tôi à, không nghĩ rằng ông ta có thể à, phục vụ thêm 4 năm. Đó là lời và khẳng định của Stephanopoulos, một trong những nhân vật đã cứu cho Joe Biden trong cuộc phỏng vấn 22 phút trên đài truyền hình ABC. Và quý vị, trong khi đó thì tại tiểu bang Pennsylvania, ông Trump từ sau cái cuộc tranh luận này đã gác cho mình từ 4 điểm bây giờ vọt lên tới 10 điểm. Đây là bản báo cáo mới nhất. Quý vị, Trump gần như là đã chiếm lĩnh ở tại Pennsylvania giữa lúc mà đảng Dân Chủ đang rơi vào cơn hỗn loạn. À, một cuộc thăm dò riêng biệt giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa cho thấy rằng là cựu Tổng thống Trump À, đã gia tăng cái mức uh, gác điểm của ông tại Pennsylvania quý vị. Và trong đó là ông uh, gác ông cho bên từ 4 điểm tới uh, 10 điểm quý vị từ 4% cho tới 10% uh, từ uh, bắt đầu từ 4% và bây giờ là 10% à uh, trong việc mà sau khi có cái cuộc tranh luận ngày 27 tây ở Aranta và trong đó thì à uh, khúc Politico đã báo cáo rằng là ở tại Minnesota, New Hampshire này, Nebraska gần như là cho bên đã thắng ông Trump trước đây và bây giờ gần như là họ nghiêng về phía của đảng Cộng Hòa nhiều hơn là nghiêng về phía của đảng Dân Chủ. Đây là bản báo cáo từ Pennsylvania, một trong những tiểu bang mà Joe Biden đã chiến thắng ông Trump và giờ đây thì gần như ông Trump gác 10 điểm. Quý vị, còn có 3 tháng mấy mà gác tới 10% thì không biết làm cách nào Joe Biden gỡ điểm bởi vì Pennsylvania là một trong các tiểu bang chiến lược. Pennsylvania, Wisconsin và Michigan, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina. Đây là bảy tiểu bang chiến lược mà bây giờ quý vị, ba tiểu bang này ông Trump gác điểm cho Biden rồi quý vị. Đó là một trong những cái mà chúng ta thấy được về các cái cuộc thăm dò sau cuộc tranh luận thứ nhất. Thì quý vị, Joe Biden đang dùng cái diễn đàn của NATO để khẳng định sức khỏe của mình là tốt, có thể đánh bại được ông Trump. Quý vị đã thấy cái bài diễn văn của Joe Biden trong cái ngày khai mạc của hội nghị thượng đỉnh NATO ngay tại Washington DC, tức là ngay tại Hoa Kỳ. Tức là ông Trump, ông ta không cần bay ra nước ngoài nữa mà năm nay tổ chức tại Hoa Kỳ. Quý vị, <laughs> tuy nhiên thì trong cái cuộc rally ngày hôm qua ở tại Florida, cựu tổng thống Trump đã chơi ác bằng cách đề nghị cho Joe Biden có cơ hội chuộc lỗi với thế giới trong đó ông thách thức Joe Biden một lần nữa là sẽ có một cuộc tranh luận ngay trong tuần lễ này để Joe Biden có cơ hội chuột lỗi và trong cuộc tranh luận này thì ông Trump nói rằng là Joe Biden sẽ nếu như đồng ý thì sẽ ngồi xuống với ông và không có người điều khiển không có người gọi là kiểm soát không có quy tắc gì cả và cuộc tranh luận tay đôi quý vị ông Trump đã đề nghị Joe bên một cơ hội để mà có thể uh, uh, chuột lỗi uh, của ông ta sau cuộc tranh luận lần trước Ông Trump trong ngày thứ ba đã lên tiếng đề nghị ông Biden có một cơ hội để chuộc lỗi của ông ta ngay lập tức trong cái cuộc tranh luận mà đã khiến cho ông ta bị thua và cuộc nếu được thì cuộc tranh luận sẽ diễn ra trong tuần này. Ông Trump đã đưa ra lời phát biểu trong cuộc rally ở tại khu vực nghỉ mát của Miami ở tại Doral ở Florida và trong đó thì ông Biden đang tìm cách gọi là gỡ lại tất cả những cái thất bại của ông ta trong cuộc tranh luận lần trước tối ngày hôm nay. Tôi đề nghị cho bên có một cái cơ hội để chuộc lỗi của ông ta trước mặt của thế giới. Và với sự hiện diện của thượng nghị sĩ Marco Rubio và dân biểu bà Biden Donald cùng với mọi người ở đây, quý vị có thể làm và quý vị có thể làm trọng tài nếu quý vị muốn. Và chúng ta sẽ có một cuộc tranh luận mới trong tuần lễ này. Và Sleepy Joe có thể chứng minh với tất cả mọi người trên toàn thế giới là ông ta đủ khả năng làm tổng thống và lần này sẽ không có một là một cuộc đấu đấu tay đôi be man to man nghe quý vị ông trump dùng cái ngôn ngữ rất là giang hồ man to man không có người điều khiển và không có những cái quy tắc cấm cản và chỉ cứ cứ chọn một cái điểm nào hoặc bất kỳ ở một chỗ nào bất kỳ một giờ nào đó là một trong những cái điểm mà ông Trump đưa ra họ gần như là đã kêu tôi là phải loan báo là Marco Rubio sẽ là phó tổng thống và có rất nhiều người có rất nhiều những cái áp lực nhắc nhở tới chuyện này thì quý vị đây là một trong những lời thách đấu của ông Trump mới nhất có nghĩa là ngày ngày hôm qua ông có cuộc rally ở Miami ông lên tiếng và ông nói rằng ô oh, nếu như mà ông có một lời phát biểu hùng hồn mạnh mẽ như vậy ở trên diễn đàn của nato thì why not tại sao không đứng trước cả tôi và tất cả mọi người có một cuộc tranh luận kế tiếp để ông có cơ hội chuộc lỗi về những cái mà ông cho là bad night tức là cái ngày mà một cái đêm tệ hại của ông ta trong cuộc tranh luận với tôi lần trước thì quý vị ông trump chơi kiểu này hơi ác và trong đó thì quý vị không những như vậy cho <laughs> bên còn lên tiếng chống chế trước đây là ông ta sẵn sàng đánh golf với ông Trump Ông Trump nói oh really Thì quý vị Và ông Trump nói là sẵn sàng Và đánh uh, sân 18 lỗ Tôi chấp ông 10 gậy cho tới 20 gậy luôn Thì quý vị Đây là một trong những cái lời của ông Trump Đã lên tiếng về Joe Biden Và việc này làm cho phía của Joe Biden Bắt đầu lúng túng. Nếu không nhận lời Thì chứng tỏ là Joe Biden đã không còn đủ sức để mà đấu tay đôi với ông Trump lần thứ hai. Còn nếu nhận lời, làm sao đối phó đây quý vị? Tại vì cái sân này ông Trump nói rất rõ ràng. Không có người moderator, tức là không có người điều khiển, không có quy tắc. Man to man. <laughs> cái ông Trump chơi cái này là hơi ác như với Joe Biden đó quý vị. Bởi vì nếu mà cho bên xuất hiện chỉ cần 5 phút thôi là ông ta sẽ rơi tất cả những cái trang bị mà đảng như chủ đã giúp cho ông ta hay là cái đám ở tòa bạch ốc và chiến dịch tranh cử trang bị cho ông ta toàn bộ rơi xuống đất tại vì chỉ cần 5 phút đầu thôi ông Trump quay cho bên quay như dế luôn tại vì không có moderate ông Trump sẵn sàng cướp lời và trận không để cho Joe Biden nói. Lúc đó Joe Biden không còn đủ sức để mà gọi là đối đầu với ông Trump nữa. Không còn đủ sức đối đầu với ông Trump nữa. Tức là chỉ có đứng cãi lộn thôi còn không đủ sức. Làm cách nào mà điều khiển toàn bộ hệ thống quốc gia. Quý vị, đó là lý do tại sao trong mấy ngày qua gần như đảng Dân Chủ đã đi tới mức chia rẽ trầm trọng. Mấy chục dân dân cử của đảng Dân Chủ bao gồm luôn cả thượng nghị sĩ đã lên tiếng và kêu gọi Joe Biden là rút lui. Trong khi đó, những kẻ cấp tiến cực tả thì ra sức binh vực cho Joe Biden từ Ocasio cho tới Bernie Sanders đều ra sức binh vực cho Joe Biden để duy trì việc điều khiển tòa bạch ốc. Và quý vị thấy cái nhân vật mà cứu cánh của Joe Biden là George Stephanopoulos đã lên tiếng và nói rằng tôi không nghĩ ông ta ngồi được thêm 4 năm nữa. Điều này cho thấy tình trạng sức khỏe của Joe Biden rất thấp kém. Và quý vị, tòa bạch ốc đã gian manh họ không dám cho biết là tại sao có bác sĩ về Parkinson, chuyên gia về Parkinson đã 8 lần trong 8 tháng liên tục viếng thăm tòa Bạch Ốc. Liên tục viếng thăm tòa Bạch Ốc nha quý vị. Tức là nếu mà chỉ viếng thăm một lần thôi thì mình không nói làm gì. Đằng này trong 8 tháng 8 lần căn cứ trên cái visitor logs, tức là trong cái khi mà cái vị tới thăm tòa Bạch Ốc hay gặp gỡ với tổng thống thì nó có một cái cuốn sổ mà nó phải ghi kỷ lục lại ai tới tòa bạch ốc ngày nào giờ nào để gặp tổng thống hay không vân vân thì cái vị trong cái uh, Logs visitor này nó cho thấy 8 lần trong 8 tháng tức là mỗi tháng một lần là liên tục bác sĩ chuyên gia về parkinson parkinson có cái bệnh rung tay cái vị <laughs> cái bệnh mà tay chân bị rung đó bị rung rẩy đó đã liên tục tới đó và gặp gỡ với lại bác sĩ riêng của ông Joe Biden. Cho tới giờ phút này là Kevin O'Connell, tức là bác sĩ riêng của Châu Bên, vẫn không hề tiết lộ bất kỳ một cái hồ sơ bệnh lý nào của Châu Bên. Mặc dù phía của Hạ Viện, tức là Quỹ ban giám sát của Hạ Viện đã tống một cái thư và yêu cầu ông này trước ngày 22 tây tháng 7 là phải ra điều trần trước Hạ Viện. Với tinh thần tự nguyện, với tinh thần tự nguyện, là ra để báo cáo về tình trạng sức khỏe của Joe Biden trong một cái phiên họp kín, tức là không công bố cho công chúng biết. Ok quý vị, tuy nhiên thì tới giờ phút đại ông bác sĩ đó vẫn chưa trả lời. Ông bác sĩ đó vẫn chưa trả lời. Và rõ ràng quý vị chúng ta thấy và chính phát ngôn viên tòa bạch ốc là Karin jean Pierre và thừa nhận là có bác sĩ Parkinson tới à, tới tòa bạch ốc nhưng mà không đưa ra thông tin với lý do là vì các lý do an ninh và cái quyền tư ẩn Cho nên bà ta không nói rõ mục đích của ông bác sĩ Parkinson Tới tòa Bạch Ốc để làm gì Quý vị, tất cả những thông tin này Bây giờ có che giấu cỡ nào đi nữa Thì người dân cũng đặt câu hỏi Và cứ đi đặt câu hỏi Liệu ông còn đủ sức hay không Trong khi đó quý vị Trong cái bài diễn văn khai mạc ngày hôm qua Hùng hồn không Đọc teleprompter mà Đọc teleprompter đương nhiên là hùng hồn rồi Nhớ đầy đủ hết rồi Có chữ ở trước mắt rồi Tại vì ngày hôm qua cái vị bài diễn văn đó không cần tranh luận Bài diễn văn được viết sẵn và load vào trong cái teleprompter Tức là cái máy chạy chữ Để cho ông nhìn vô ông đọc thôi Do đó thì cái vị thấy là đọc một cách hùng hồn lắm Nhưng bây giờ thấy ra sân ngoài là biết ngay Ngay cả cuộc phỏng vấn với ABC ngay cả cuộc phỏng vấn với ABC và ABC đã che đậy rất nhiều cho Joe Biden. 22 phút đó thì quý vị chính nhân vật phỏng vấn Joe Biden còn xác nhận ông ta không đủ sức nữa. Ông ta không đủ sức làm tổng thống nữa. Trong khi quý vị bao nhiêu đài offer ông Trump ông Trump từ chối ông chỉ nhận lời khi cần thiết mà thôi. Thì quý vị thấy ông nhận lời phỏng vấn với tuần báo Times Magazine này ổng trước đó ông từng nhận lời với lại đài NBC nè, CNN nè, rồi đài truyền hình của mê nói tiếng Spanish đó là đài truyền hình Universal, quý vị tất cả ông Trump đều xuất hiện và chấp nhận tất cả những câu hỏi không gửi trước. trong khi đó, trong khi đó quý vị khi mà Joe Biden đi rally ở tại Pennsylvania, tức là ở Philadelphia và thứ hai là ở Wisconsin, hai sướng công viên đài truyền hình ở tại đài radio ở đây một người đã từ chức rồi, còn một người thì đang có tình trạng có thể sẽ phải từ, từ từ chức. Lý do là họ nhận được những câu hỏi của tòa bạch ốc và chiến dịch tranh cử của Joe Biden đưa qua cho họ, tức là họ không được tự do hỏi, họ phải hỏi những câu hỏi theo yêu cầu của chiến dịch tranh cử của Joe Biden, tức là chiến dịch tranh cử của Joe Biden soạn câu hỏi, soạn câu trả lời, xong đưa câu hỏi cho sướng công viên là hỏi thôi, hỏi giống như một cái máy hỏi thôi. Thì bây giờ quý vị, một trong những sứ ngôn những sứ ngôn viên đó đã phải từ chức tại vì vi phạm tiêu chuẩn đạo đức về truyền thông. Đã không có một cái tinh thần độc lập của truyền thông mà trở thành một cái công cụ tuyên truyền cho chiến dịch tranh cử của Joe Biden. Họ chỉ hỏi những câu hỏi do cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden đưa ra thôi. Thì quý vị, tất cả những cái thông tin này đều cho thấy Joe Biden đã không còn đủ nhận thức đã không còn đủ sức khỏe, thậm chí đang bị Parkinson mà tôi đã từng nói với quý vị là ông ta không những Parkinson mà ông ta còn bị Alzheimer. Tức là bệnh lú lẫn người già. Lú lẫn người già tức là cái bệnh mà trước mắt nhìn thì nói một hơi thì quên, nhưng mà những chuyện xa xôi cách đây vài chục năm thì nhớ. Đó là cái cốt lõi của bệnh Alzheimer. Chuyện xa xưa thì nhớ nhưng mà chuyện trước mắt thì quên. Nói chuyện hơi hơi, hơi, hơi quay lại hỏi ông tên gì? Cái kiểu của cái Alzheimer là vậy. Gần như là cái hình ảnh của Joe Biden bây giờ sụp đổ rồi. Ngày hôm qua, cái vị đứng ở trước xa cái sân của NATO. Ông ta đọc bài diễn văn rất hùng hồn nào là uh, Ukraine sẽ thắng, Nga sẽ thua, bla, bla 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 Nhưng những bài này là được soạn sẵn và được lốt vào trong cái teleprompter. Chứ không phải xuất phát từ cái ngôn ngữ của ông ta. Ông ta dựa dẫm quá nhiều vào teleprompter ông ta dựa dẫm quá nhiều vào teleprompter thật sự quý vị teleprompter nó có hai phần phần thứ nhất đối với những người mà bình tĩnh như ông trump nó có giúp không có họ chỉ nốt ra những cái tiêu đề để khi ông nói hết cái tiêu đề số 1 thì ông bước qua cái tiêu đề số 2 để tránh tình trạng mình quên thôi ví dụ như ờ ừ, tiêu đề đầu tiên tôi nói về phá thai tiêu đề thứ hai tôi nói về kinh tế tiêu đề thứ ba tôi sẽ nói về vấn đề tội ác trong cộng đồng hay là di dân bất hợp pháp thì ông Trump ông dựa trên những cái tiêu đề để nhắc nhở ông trong cái bài nói chuyện ở trên cái teleprompter thôi và một số những con số mà ông cần phải nhớ còn Joe Biden là dựa toàn bộ vào cái bài diễn văn bài nói chuyện trong cái teleprompter tức là ông ta không đủ khả năng dựa trên tiêu đề để, để tự mình nói mà ông ta đọc tất cả những cái gì trên teleprompter đây là sự khác biệt tại vì nhiều người nói teleprompter là nó có đầy đủ hết thật sự quý vị tùy theo ví dụ như obama ông trump hay là hillary clinton cũng vậy họ nhìn vào teleprompter để nhắc nhở thứ nhất là những con số cho nó chính xác thứ hai là những tiêu đề sau một cái tiêu đề xong thì cái tiêu đề kế tiếp là cái gì thì họ nhìn vào đó họ biết ồ cái phần kế tiếp tôi nói cái gì chứ không phải là đánh nguyên văn từng câu từng chữ ở trong đó nhưng mà joe biden thì dựa hẳn vào cái điều này do đó tại sao quý vị thấy được là rất hùng hồn là bởi vì ông ta đọc hết nguyên văn luôn của cái người viết script của ông ta do đó quý vị cùng là teleprompter nhưng nó khác nhau ở chỗ này nó khác nhau ở cái chỗ là một bên chỉ sử dụng cái tiêu đề còn một bên là phải đọc hết nguyên văn nó khác nhau chỗ này chính vì vậy mà tôi nói với quý vị là joe biden không còn đủ sức phải dựa quá nhiều rồi chưa kể quý bị cựu nhân viên của Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng nói gần như bây giờ Joe Biden bị kiểm soát tất cả các hành động bởi cái đám gọi là chiến dịch tranh cử và các viên chức trong Tòa Bạch Ốc. Ông nói cái gì cũng phải cho đám này kiểm soát. Ông đi kiểu nào cũng do đám này kiểm soát, dàn trận trước để cho ống kiến truyền hình quay. Và đi từ đâu tới đâu bao nhiêu bước, nó kiểm soát hết luôn. Và cái bằng chứng rõ ràng nhất quý vị Chiếc Air Force One Chiếc Air Force One Cái cửa chính đi vào máy bay Là 25 bậc Bây giờ đi không nổi nữa Bây giờ cái đám tòa bạch ốc Phải dàn cho ông ta đi cái cửa sau Cái cửa sau thì nó thấp hơn Có 14 bậc thôi Để đi lên máy bay Bây giờ đổ thừa đủ kiểu hết Thì quý vị Bây giờ nếu mà ông Trump chế ác kiểu này kêu cho bên mà man to man không có người điều điều khiển không có quy tắc làm sao chơi đây đấu võ tự do đó mà không cần xa thôi tại 10 tây tháng 9 xa quá tại cái cuộc điều cái cuộc tranh luận của hai người lần thứ hai là ngày 10 tây tháng 9 xa quá bây giờ ông đang nó chơi luôn trong tuần này chơi luôn trong tuần này nè liệu cho bên có dám nhận lời hay không câu trả lời no Joe Biden sẽ không nhận lời Bởi vì ông ta biết rõ Nếu đấu kiểu này Ông ta không có cửa để thắng Ông ta không có cửa nào để thắng được ông Trump hết Bởi vì quý vị Đứng mà đấu tay đôi kiểu này Tức là đề tài đó A, B, C, D Bây giờ nói tới đề tài A trước đi Nói về tương lai của nước Mỹ đi Thì quý vị Đề tài A là cái gì? Kinh tế Đề tài B đó, cứ mỗi đề tài cho ra 10 phút, 20 phút gì đó. Cãi nhau. Cho bên có được chiến lược đó không? Ông làm cách nào để có thể khẳng định là kinh tế phục hồi đây? Thì quý vị, rồi tới cái việc mà gọi là tái lập trật tự của thế giới. Trong đó là chấm dứt cuộc chiến tại Âu Châu. Làm cách nào ông chấm dứt cuộc chiến đây? Hay là chấm dứt cuộc xung đột của Hamas và Do Thái? Làm cách nào ông chấm dứt đây? quý vị ổng không có một cái chiến lược nào ổng không có cái gì hết và trong đầu ổng trống rỗng ông ông trump chỉ cần dí một cái cái thôi là làm làm cách nào ông điêu với putin để chấm dứt cuộc chiến tại ukraine buộc putin trả lại các phần đất của ukraine joe biden ngọng ngay joe biden ngọng ngay bởi vì ông ta không có chiến lược đó ngay trong bài diễn văn của nato cứ tuyên bố là ukraine sẽ thắng nga sẽ thua nhắc tới chuyện Nga mất bị thương và chết tới 350.000 người. Nhưng mà không cho người ta thấy rõ cái câu nào để ông thuyết phục được công chúng và các thành viên là Ukraine sẽ thắng. Chiến lược nào để cho Ukraine thắng? Ngồi cứ bơm vũ khí không? Thì quý vị, ông ta không có một chiến lược rõ ràng. Rồi bây giờ lạm phát lên 4.1% rồi. Tại sao tháng trước là 3.5, 3.4, tháng này lên tới 4.1 rồi ông làm cách nào để giảm giá năng lượng đây? Thúc đẩy cái gì? Gọi năng lượng xanh hả? Ông Trâm dí là Ô oh, ông thúc đẩy năng lượng xanh Rồi nguyên liệu ở đâu? Trung Quốc kiểm soát 70% Ông đi với Trung Quốc hả? Để lệ thuộc vào cái nguồn gọi là nguyên liệu cung cấp Cho năng lượng xanh từ Trung Quốc hả? Lấy gì trả lời? Lấy gì trả lời đây quý vị? Đó, những cái đó nếu mà đối thoại trực tiếp Ông trầm dí tới một cái Lấy gì đó? Tại vì bây giờ trên quy tắc từ lutetium, coba cho tới nickel. Đây là ba cái nguyên liệu chính để sản xuất các cái bình điện, pin điện. Rồi kể cả cái solar panel, tức là điện mặt trời đó. Thái dương điện đó. Tất cả nguyên liệu này Trung Quốc kiểm soát 70%. Ông đẩy ngăn năng lượng sạch để thay thế và giảm giá năng lượng cho dân chúng. Nhưng mà tất cả đều lệ thuộc Trung Quốc Nó chiếm 70% trên thị trường toàn cầu Có nghĩa là ông dân hết tất cả kinh tế cho Trung Quốc hả Quý vị Chỉ cần những cái này thôi Ông Trâm dí tới thôi Là học máu liền Tôi chỉ nói là tương lai nha Mình không nói quá khứ nữa Tức là không chỉ trích những chính sách trong quá khứ nữa Chỉ nói về tương lai thôi Làm sao chấm dứt các cuộc chiến trên thế giới Làm sao thúc đẩy kinh tế của Hoa Kỳ Thì quý vị Nội cái này không là Joe Biden đã ngộng rồi Tại vì nếu mà đối đầu trực tiếp với ông Trump, đâu có máy dắt tuồn, đâu có script, đâu có teleprompter đâu. Lấy gì trả lời? Trả lời một cách tùy cơ biến làm sao trả lời? Đây chính là cái mà tôi nói là ông Trump kia này chơi ác, thách đấu kiểu này là có nghĩa là giống như là ông Trump dán một đòn cuối cùng. Đòn cuối cùng này để cho Joe Biden phải quyết định rút lui ra khỏi cuộc tranh cử. Bởi vì ông ta chỉ còn vài ngày mà thôi trước khi mà có cái đại hội đảng dân chủ vào tháng tới 19 tây tháng 3 tháng 8 có nghĩa là cho bên chỉ còn khoảng chừng một tuần hai tuần này là ông ta phải đi tới quyết định mặc dù ông ta tuyên bố cứng lắm tôi vẫn tiếp tục ở lại cuộc tranh cử bla 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 nhưng bây giờ quý vị cái áp lực của các thành viên đảng dân chủ ông mà tiếp tục tranh cử không những mình thua ghế tổng thống mà lưỡng viện quốc hội mình thua luôn mình thua luôn đó là thứ nhất thứ hai những mega donor của đảng dân chủ từ Disneyland tức là Walt Disney đó cho tới Netflix đều ngưng lại việc cung cấp các cái nguồn tài chính cho đảng dân chủ tranh cử với một lý do nếu Joe Biden rút lui họ sẽ tái lập lại tất cả các cái quỹ tranh cử này còn nếu như Joe Biden vẫn tiếp tục tranh cử họ sẽ ngưng toàn bộ việc hỗ trợ cho đảng dân chủ đây là những mega donor của đảng dân chủ Quý vị, với áp lực này, ông Trump chấn thêm cái thách thức này vào. Thì tôi không nghĩ là Joe Biden. Joe Biden có thể tiếp tục cái việc tái tranh cử của ông ta. Thậm chí, nếu như mà bác sĩ của Joe Biden mà xuất hiện ở trên sàn Hạ Viện, thì tôi nghĩ rằng tu chính án số 25 sẽ được kích hoạt. Đảng Dân Chủ sẽ chơi cái trò kích hoạt tu chính án số 25 để tước quyền tổng thống của Joe Biden rồi sau đó trao lại cho Kamala Harris để Kamala Harris được phép tự động đại diện cho tổng thống ra trận cử. Tại vì quý vị, bà ta là tổng thống à, quyền tổng thống. Nếu kích hoạt tu chính án số 25 thì Joe Biden bị tước quyền tổng thống. Và sau đó là quyền uh, quyền tổng thống là Kamala Harris. Thì khi quyền tổng thống này lên thì Kamala Harris sẽ automatic được đảng của họ đề cử lúc đó bà ta chỉ chọn cái người lên cái người VP thôi. Còn bây giờ nếu không kích hoạt tu chính án số 25, đảng dân chủ cũng khó ăn nói trong quy tắc của họ. Nếu Joe Biden rút lui, thì phải tổ chức lại cuộc bầu cử sơ bộ để coi đại biểu đoàn chọn ai hoặc là bỏ phiếu trong cái ngày đại hội đảng. Tất cả đại biểu đoàn của đảng dân chủ phải bỏ phiếu chọn ai chứ không thể tự động đề cử để Kamala Harris. Thì các vị họ không còn đủ thời gian nữa họ còn không còn đủ thời gian nữa cho nên tôi nói rằng là ông trump chơi ác ở chỗ là ông trump đã cố tình thúc đẩy đảng dân chủ chứ không phải đảng cộng hòa kích hoạt cái tu chính án số 25 để tước quyền tổng thống của joe biden bởi vì ông ta không còn đủ sức điều hành nguồn máy quốc gia quý vị này là một cái chiêu rất ác của ông trump bởi vì ông tự tin là kamala harris không thắng nổi ông vấn đề còn lại là ổng làm cho đảng dân chủ phải lúng túng trong cái quy tắc và luật lệ về cuộc bầu cử. Tại vì quý vị tên trên lá phiếu bầu bắt đầu từ tháng tới là sẽ được in ra trên tất một số tiểu bang. Nếu thay ngựa giữa dòng thì tất cả các tiểu bang lỡ in phiếu bầu phải thu hồi lại để in lá phiếu khác với cái tên của người mới. Ông Trump chơi kiểu này là chơi ác, không những là chơi ác với Joe Biden mà còn chơi ác với đảng dân chủ. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi liên quan tới cái uh, thách thức mới của ông Trump là thêm một cuộc tranh luận trong tuần này không có người điều khiển, không có quy tắc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Joe Biden sẽ từ chối, không dám tranh luận với ông Trump. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.